Dạ con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Thượng Tọa Thanh Tâm. Dạ con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức. Dạ kính chào Pháp Nguồn Lột Cai Xích Sương Mai. Dạ kính mời quý Phật tử cùng cảm dân xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. U ca sa ma yang phan te vi sung rat kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti văn bi ma văn phần tê quy sung đát kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bam cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti văn bi mai văn phần tê quý sung đắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha phan cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính dân mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng bậc chánh biên, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm mặn Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Du ti yam bi bu đăng saram gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Du ti yam bi tham mang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Du ti yam bi sang khang saram gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì.
Ta thi giảm bí bù đăng sa ra lông ca chám mê con nê ma lòng thành kinh sinh quý Phật lần thứ ba. Ta thi giảm bí thầm măng sa ra lông ca chám mê con nê ma lòng thành kinh sinh quý Pháp lần thứ ba. Ta thi giảm bí sẵn khăn sa ra lông ca chám mê con nê ma lòng thành kinh sinh quý Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra lông ca chám mê, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm măng sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti yam bi bút thăng sa ra năng gặp cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti văn bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti văn bi sanh khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti văn bi bút thăng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti văn bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti văn bi sanh khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng, phép quy năm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ga me sum cha cha ra ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin luôn giữ điều học là quy tắc sa tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin luôn giữ điều học là quy tắc sa sự nói dối. Su ra mê ra yam a chấp ma đa tha na ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin luôn giữ điều học là quy tắc xa sự dễ uống rượu và các chất say. Pa na ti pa ta ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara ve ramani sikha padang samadhiyami, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada ve ramani sikha padang samadhiyami, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machapa mayathana ve ramani sikha padang samadhiyami, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bành cha sĩ kha bà đà nê sa thu găng kát tà vã a pa ma đê nê ní cha ca lăng sâm ma ra ti tập băng. Chỉ thiện tính nên thọ trì ngủ giới này chứ được trong sạch với vân giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên dễ vui.
ma phần tê già sinh vân. Si la na su ga tan yan ti si la na pho ga sam ba da si la na ni pho tan yan ti tas ma si la vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ này chưa thiện tính phải ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thai, và chúng con kính tri ân đại đức thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đông phương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta anh bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng nên hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Và công dân đã lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy ngũ giới xong, và kính mời cô tu nữ Như Pháp, và mời cô. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và cảm ơn cô Đằng Đầm cho Như Pháp biết được tín hiệu. Cảm ơn Thi Na. Con và cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Và con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Thanh Tâm, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Hoàng Nguyệt, mến chào cô Rạng Đông, kính chào Khổ Đế, kính chào Hiển Mộng, mến chào Đạo Hữu Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào cô Sương Mai, mến chào Thi Na, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào Sách Chá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư đức Như Pháp, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở room và cho đã thính pháp, và Như Pháp cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì bi giới. Dạ, bây giờ thì con thấy đồng hồ còn sớm mấy phút. Dạ, đại đức Tịnh Đạt có cho chúng con học bài trước không ạ? Dạ, nếu mà sư đã sẵn sàng thì chúng con xin được thỉnh Pháp Sư ạ. Sư cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp cũng như
hướng dẫn chương trình ôn tập ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh 146 và 147. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít tính sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Ya. Chư Tăng Thượng Tọa Minh Hạnh và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. 29 ngày Chủ Nhật thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục lớp ôn tập cuối tuần. Và kỳ này thì chúng ta sẽ ôn tập qua đến phẩm Charawaka phẩm trà với hai câu kệ ngôn đầu tiên, câu kệ ngôn Pháp Cú số 146 và câu số 147. Dạ, bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nhà kinh thỉnh Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau lễ Phật trước khi bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Tammo Thammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho Sangkhang namami. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Chư Tăng và tất cả mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 146 và 147, hai câu đầu tiên của phẩm già Charawaka phẩm thứ 11. Với hai câu kệ ngôn Pháp Cú này thì chúng ta sẽ cũng như lần trước thì chúng ta sẽ ôn tập, một vị sẽ ôn tập toàn cả hai câu về kệ ngôn cũng như là duyên sự. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập tập thể một lượt hai câu kệ ngôn Pháp Cú này.
Hẩm Già Charawaka, câu số 146. Konu ha so ki manando nichang pachali te sati anha bani bang na ga we satha. Konu ha so ki manando nichang pachali te sati anta karena onatha bari pang na ga we sa tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Câu số 147. Vasa citta katang pimpang arayang samusitang aturang bau sangkap yasa nati titi katang pimpang arukayang samusitang aturang kapang yasa nati bằng thi ti không bóng đẹp chỗ chất chứa ngoạn nhiều suy tư thật không gì trường cũ. Hãy xem bông bóng đẹp có vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cũ. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn cô Như Pháp đã hỗ trợ con này. Và hai câu kệ ngôn pháp cú số 146 và 147 đầu tiên của Phẩm Già, Phẩm Charawaka. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta học đến cái phẩm này đó, thì phải nói rằng là một cái phẩm rất là ý nghĩa của những câu kệ ngôn pháp cú khuyến tu. Và trong cái phẩm Già Charawaka này, chúng ta sẽ tìm thấy những cái hình ảnh mà qua đó sẽ giúp cho mình khởi lên cái sự kinh cảm, cái sự nhàm chán của pháp thế giới. Và qua cái phẩm Già Charawaka này, chúng ta sẽ nghe và học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái bài học thực tiễn mà Đức Phật ngài dạy trực tiếp qua những cái hình ảnh, qua những cái sự việc xảy ra, giúp cho những cái người có mặt ở trong thời lúc đó đó nhận ra được, ý thức được về cái bản thân của mình. Và hiện tại thì chúng ta cũng đang học và ôn về những pháp cú phẩm này. À, sẽ lần lượt ôn nhắc lại những cái lời của Đức Phật. Và lưu ý, chúng ta học cái phẩm này á, là chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm về cái sự việc xung quanh mình. Chúng ta thấy nhưng không có được trang bị, cũng như là không có được sắp tấn bởi cái lời dạy của Đức Phật hay là của Chư Tăng đó, thì chúng ta sẽ nhận ra vấn đề về cái sanh lão bệnh tử, về cái vô thường, về cái bản chất thật của pháp thế gian. Thì mong rằng ở trong cái phẩm này thì chúng ta sẽ có nhiều cái bài học hay, nhiều cái bài học mà có thể áp dụng được cho cái đời sống của riêng mỗi người. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn đọc lại chánh kinh lời Phật dạy qua những câu, và cũng như là các cái phần duyên sự tóm tắt, nguyên nhân và cái ý nghĩa
tại sao mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ ngôn này nhằm mục đích gì, thì đó là cái bài học mà chúng ta ôn ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu ôn tập ạ. Và mời vị đầu tiên cô Pháp Nguồn Lào Cai xin. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Tịnh Đạt ạ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú 146 và câu pháp cú 147 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông, cô Như Pháp, Sitina cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài ạ. Câu pháp cú 146. Cô nu hà sô ki ma nan đô ních chăng bách cha li tê sa ti an tha ca re na ô na tha pa pi bằng na quá na ca quê sát tha cô nu hà sô ki ma nan đô ních chăng bát cha li tê sa ti an tha ca re na ô na tha pa pi bằng na ca quê sát tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được kể. Cô nụ hà sô kì ma nắn đô ních chăng bách cha lì tê sa ti an tha ca rê na ô nát tha pa ri băng na gà quê sa tha. Cô nu ha so ki ma nan do nik chang pak cha li te sa ti a tha ka re na o nat tha pa di pang na ga se we sa tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc phần duyên sự của bài 146 á. Đức Bổn Sư đã thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại Chê Ta Quan Ná Quý Hà Rá, đề cập đến những người bạn của bà Quý Sa Kha, những gia đình thân quen với bà Quý Sa Kha vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà nên đã gửi những người phụ nữ đến thân cận và học hỏi. Sau khi đến ở chung với bà Wisaka, các cô gái này không những không học được điều hay mà còn nhiều lần gây lỗi lầm ảnh hưởng đến uy tín của bà Wisaka. Một lần nọ, do đắm say trong men rượu, các cô gái đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khung viên của kỳ viên, Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ dỗi quên mình. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm ánh sáng quang minh? Qua đó các cô gái đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ, con đã đọc hết phần 146 ạ. Dạ, con đọc tiếp 147 ạ. Dạ. Basa chittakatang bimbang aruka yang samutsitang arutang aturang bahusang kapang jasanat thi thu quang thi ti pat sa chi ta ca tăng bìm bằng aruka yang samutsitang aru yang bahusang kapang jasanat thi thu quang thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được kể ạ.
pa sa chi ta ka tang bim bang arukayang samusitang aru răng pa. Con đang đọc bài một chút ạ. Dạ vâng ạ. Aru răng ba pu sang cap bang yasanati thu vang thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cử bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ạ. Dạ, con xin phép được đọc phần duyên sự của bài 147 ạ. Dạ. Đức Thế Tôn đã thuyết câu kệ ngôn trên khi ngự tại Quê Ru Quá Ná, Trúc Lâm, đề cập đến hàng kỹ nữ Sirima, một nhà sư trẻ tuổi đem lòng si tình cô Sirima bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô. Cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể của cô gái trẻ bắt đầu thối rữa, mặc dầu nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai mà màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các tỳ khưu cái thi thể sình thối đáng ghê tởm ấy và giảng về tánh ô trược của thể xác. Hãy ngắm xác thân thối đẹp này chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường cửu. Qua bài học thực tiễn đó đã giúp cho vị tỳ khưu trẻ tuổi khởi tâm kính cảm và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ hết ạ, con đã đọc và kể và đọc duyên sự xong. Dạ con kính dâng mic đến đạo tràng. Dạ con xin phép ạ. Dạ. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tăng Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô cũng ngự cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cuốn số 146. Cú nú ha sô ký ma nằm đồ nít chăng báp chá lý tê xá tí an thá ca rê ná ô ná thà phá đi bàn ná giá quê xá thá cô nú ha sô ký ma nằm đồ nít chăng báp chá lý tê xá tí an thá ca rê ná ô ná thà phá đi bàn ná giá quê xá thá. Người gì hân quen gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Người gì hân quen gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Duyên sự câu số 146. Đức Bổn Sư đã thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại Chia Tá Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến những người mạng của bà Quý Sa Kha. Những gia đình thân quen với bà Quý Sa Kha vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà nên đã gửi những người phụ nữ đến thân cận và học hỏi. Sau khi đến ở chung với bà Quý Sa Kha, các cô gái này không những không học được điều hay mà còn nhiều lần gây lỗi lầm ảnh hưởng đến uy tín của bà Quý Sa Kha. Một lần nọ do đắm say trong men rượu, các cô gái này đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ vui quên mình. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít
sao không tìm ánh sáng quang minh? Qua đó các cô gái đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự luôn. Dạ hết. Dạ. Con kính đọc tiếp câu 147. Massa chitta ca tăng pim băng aruka yang samutsi tăng aturang pahu sang cắp bằng yasanathi quăng thi tí phát xá chít tăng cá tăng tìm bằng aruka yang samutsi tăng aturang pahu sang cắp bằng yasanathi thu quăng thi tí. Hãy xem bông bánh bông bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, không gì trường cũ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Duyên hồn 147. Đức Thế Tôn đã thuyết câu kệ ngôn trước khi ngự tại Uvana Trúc Tâm, tỷ nữ Xí Ri Ma, một trẻ tuổi khi tình cô Xí Ri Ma, bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể của cô gái trẻ bắt đầu thối rữa. Mặc dù nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các tỳ khu cái thi thể sình thúi đáng ghê tởm ấy và giảng về tánh ô trược của thể xác. Dạ hết. Dạ, cộng chúng dân đã đọc bài xong và mến mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Thanh Tâm, đại đức Tịnh Đạt. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin đọc kệ Kinh Pháp Cú số 146. Dạ, cảm ơn Giảng Đông. Cô Nú Hà Sô Ki Mà Nàn Đồ Nít Chẳng Bát Chá Lý Tê Xá Tí An Thác Cà Rê Ná Ô Nát Thà Bát Đi Bằng Nát Gác Quê Sa Thác. Cô Nú Hà Sô Ki Mà Nàn Đồ Nịch Chăng Bát Cha Ly Tê Sa Ti An Tha Ca Rê Na Ô Na Tha Ba Đi Băng Na Ga Quê Sa Tha Cô Nô Ha Sô Ki Ma Nan Đô Nịch Chăng Bát Cha Lì Tê Sa Thi An Tha Ca Rê Na Ô Na Tha Ba Đi Băng Na Ga Quê Sa Tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đức Phụng Sư đã thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại Chê Táo Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến những người bạn của bà Quý Sa Kha, những gia đình thân quen với bà Visakha. Vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà
nên đã gửi những người phụ nữ đến thân cận và học hỏi. Sau khi đến ở chung với bà Visakha, các cô gái này không những không học được điều hay mà còn nhiều lần gây lỗi lầm ảnh hưởng đến uy tín của bà Visakha. Một lần nọ, do đắm say trong men rượu, các cô gái này đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ vui quên mình. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm ánh sáng quang minh? Qua đó các cô gái đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ, hết câu Pháp Cú 146. Dạ, bây giờ cho Tuệ Duyên xin câu 147. Bát xá chít tăng cách tăng viêm băng Aruka dăng sát mốt si tăng Tốt răng bá hút sang cấp bằng Giá xá nát thi thụ hoàng thi tí Bát xá chi tăng Bát xá chi ta ca tăng biên băng A ru ca văn sa mốt si tăng A tu răng ba hu sang ca băng Gia sa na thi tu quang thi ti Ba sa chi ta ca tăng biên băng Arukayang samusitang Aturang bahu sangkapang Yasanati thuang thiti. Hãy xem bông bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và Duyên Sự câu 147. Đức Thế Tôn đã thuyết kệ ngôn trên khi ngự tại quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm, đề cập đến nàng kỹ nữ Sirima, một nhà sư trẻ tuổi đem lòng si tình cô Sirima bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô. Cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể của cô gái trẻ bắt thối rữa. Mặc dầu nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các tỳ khưu cái thi thể sình thúi đáng ghê tởm ấy và giảng về tánh ô trược của thể xác. Hãy ngắm xác thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lối, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái. Trong đó tuyệt đối không có gì trường cửu. Qua bài học thực tiễn đó đã giúp cho vị tỳ khưu trẻ tuổi khởi tâm cảm và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Rạng Đông đã phát bài và cô Như Pháp. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Xuân Mai. Dạ, kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, con Sương Mai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ, sư ma kính chào chư quý thiện hữu. Sư ma xin đọc pháp cú 146. Cô nú hát sô ký ma nàn đồ lít chăng bát giá lít tê sát tì an thá cà rê ná ô nát thà ba bí bằng ná gà quê sát thà. Cô nú hà sô ký ma nàn đồ lít chăng bà giác bà bát giá lít tê sát tì an thá cà rê ná ô nát thà ba đi bằng ná gá quê sát thà. Cô nú ha sô kì ma nan đô ni chăng pa ya ti tê sát ti a thán đà ra rê ná ô nát thà ba bi bằng ba gá quê sê hoa. Cô nú ca sô kì ma nan đô ni chăng pa ya chát ti a nan tha re na o na da pa pi pang na ga we sa tha. Cứ gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Và con đọc bài 147. Quá xá chít tá cách tăng bìm bằng a nu ru a ru ca dằng sa mu xít tăng a tu rằng bà hú sành cấp bằng giá tha nát thi thù hoàng thi tì bát xa chít tá cát tăng bìm bằng a ru cà dằng sa mu si tăng a tu rằng bà hú sành cấp bằng giá xa nát thi thù hoàng thi tì bà sa di ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mu si tăng a tu rang ba hu san ca băng ya sa na thi lu vang ti ti bà sa di ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mu si tăng a tu rang ba hu san ca băng ya sa na thi lu vang ti ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn, nhiều suy tư thật không gì trường cũ bản vô thơ Hòa Thượng Minh Châu. Đức Bổn Sư đã thuyết câu kệ ngôn. Khi ngự tại Chivana Vihara đề cập đến những người bạn của bà Visakha, những gia đình thân quen với bà Visakha vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà nên đã gửi những người phụ nữ đến thân cận và học hỏi. Sau khi đến ở chung với bà Visakha, các cô này không những không học được điều hay mà còn nhiều lần gây lỗi lầm ảnh hưởng đến uy tín của bà Visakha. Một lần nọ, do đắm say trong men rượu, các cô gái này đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ vui quên mình. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong đời luôn luôn bị thiêu đốt. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm ánh sáng quang minh. Qua đó các cô đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự lưu. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Đức Thế Tôn đã thuyết câu kệ ngôn trên khi ngự tại Vê Lũ Qua Ná Trúc Lâm, đề cập đến nàng kỹ nữ Sirima, một nhà sư trẻ tuổi đem lòng si tình cô Sirima. Bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể cô gái trẻ bắt đầu thối rữa, mặc dầu nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các vị tỳ khu cái thi thể sình thối đang ghê tởm ấy và giảng về tánh ô trược của thể xác.
hãy ngắm sắc thân tốt đẹp này và chỉ là đóng xương lở loét chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường cũ. Qua bài học thực tiễn đó đã giúp cho các vị tỳ khưu trẻ tuổi khởi tâm tỉnh kinh cảm và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ hết, con xin gửi mắt đến quý vị chưa đọc hay là tới giờ thì mời cô pháp pháp gì đây pháp tâm và mời cô Nhật Quỳnh và chưa quen tên mới nha. Kính cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 146. Khô nút hà sô khi mà nan đồ nít chăng bát chát lý tê sát tí ăn thá cà rê na ô nát tha phát đi bằng nát gác quê sát thá. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm sao không tìm ngọn đèn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khổ nữ hà su kim ma nan đu đinh chăng pa cha li tế sa ti an tha re na u nan tha pa di pang na ga we sa tha. Khổ nữ hà su kim ma nan đu đinh chăng pa cha li tê sa ti an tha ka re na o nan tha pa di pang na ga we sa tha. Tích truyện của câu pháp cú 146. Đức Bổn Sư đã thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Hà Rá, đề cập đến những người bạn của bà Quý Sa Ca, những gia đình thân quen với bà Quý Sa Ca. Vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà, nên đã gửi những người phụ nữ đến thân cận và học hỏi. Sau khi đến, ở chung với bà Quý Sa Ca, các cô ấy này không những không học được điều hay, mà còn nhiều lần gây lỗi lầm, ảnh hưởng đến uy tín của bà Quý Sa Ca. Một lần nọ, do đắm say trong men rượu, các cô gái này đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ vui quên mình. Làm sao vui cười có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít sao không tìm ánh sáng quang minh. Qua đó các cô gái đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự lưu. Câu pháp cú số 147. Phát sát chít tăng bim băng aruka yang samusi tăng a tu rằng bahut sang cấp bằng yasanati thu bằng thi ti pasacitta katang bimbang aruka yang samusitang arurang bahu sang cấp bằng yasanati thu bằng thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều si tư, thật không gì trường cũ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phan sa chi ta bim bằng a ru ka yang sa mun si tăng tu răng ba hu sang cam bằng yan sa na thi tu wang thi ti. Phan sa chi
ta ca tăng bim bằng a ru kha yang sa mun si tăng a tu lăng ba hu sang cam bằng yan sa na thi thu vong thi ti. Tích thiền câu Pháp Cú số 147. Đức Thế Tôn đã thuyết câu kệ ngôn trên khi ngự tại Quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm, đề cập đến nàng kỹ nữ Sirima, một nhà sư trẻ tuổi đem lòng si tình cô Sirima bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô. Cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể của cô gái trẻ bắt đầu thối rữa. Mặc dù nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các tỳ khưu cái thi thể xình thối đáng kể, đáng ghê ấy và giải về tánh ô trược của thể xác. Hãy ngắm xác thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lối, trong chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì là trường cũ. Qua bài học thực tiễn đó đã giúp cho vị tỳ khưu trẻ tuổi khởi tâm kinh cảm và chứng đắc đạo quả dự luôn. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con đã đọc xong câu Pháp Cú 146 và 147. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thú Sistina, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Thanh Tâm, cô tu nữ Tây Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Con xin kính ôn bài câu 146. Cô nú ha sô ký ma nan đô nít chăng bách chá lý tê sá tí an tha ca rê na ô na tha ba đi bằng na ga quê sá tha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Cô nú ha sô ký ma nan đô nít chăng bát chá lý tê sa tí âm tha ca rê na ô na tha pa đi bằng na ca quê sa thá. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin đọc nguyên sự câu 146. Đức Bổn Sư đã thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại Chê Táo Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến những người bạn của bà Quý Sa Kha, những gia đình thân quen với bà Quý Sa Kha vì ngưỡng mộ công dung ngôn hạnh của bà nên đã gửi những người phụ nữ thân cận đến học hỏi. Sau khi đến ở chung với bà Ví Sa Kha, các cô gái này không những không học được điều hay mà còn nhiều lần gây lỗi lầm, ảnh hưởng đến uy tín của bà Ví Sa Kha. Một lần nọ do đắm say trong men rượu, các cô gái này đã gây náo loạn ở dân chúng và ngay cả trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã dùng nhiều cách giúp trấn tĩnh tâm của các cô và giải thích về tác hại của sự dễ vui quên mình. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tâm bưng bít, sao không tìm ánh sáng quang minh? Qua đó các cô gái đã thức tỉnh và chứng đắc đạo quả dự luôn. Dạ thưa, chấm dứt phần duyên sự câu 146. Sau đây con xin đọc câu 147. Bát xá chít tá cá tăng bìm bằng á rú cà dằn xá mút xí tăng à tú răng bá hú sân cấp bằng giá xá ná thi thu hoàng thi tí.
Pasachittakatang bimbang Aruka yang samusitang Aturang bahu sang kappang Yasana thiên thu hoàng thiết tí. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chắc chứa nhớ thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật gì thật không gì trường cũ. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chắc chứa nhớ thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc Duyên Sự câu 147. Đức Thế Tôn đã thuyết lên câu kệ ngôn trên khi ngự tại Vê Lú Quá Ná Trúc Lâm, đề cập đến nàng kỹ nữ Xí Rí Ma, một nhà sư trẻ tuổi đem lòng si tình cô Xí Rí Ma. Bởi nhan sắc và sự duyên dáng của cô gái trẻ không may qua đời ở tuổi thanh xuân và được an táng trong bãi Tha Ma. Sau nhiều ngày, thi thể của cô gái trẻ bắt đầu thối rữa. Mặc dầu nhà vua ra lệnh cho dân chúng nhìn thi hài cô, cũng không ai màng liếc mắt đến. Đức Phật nhân đó đã chỉ cho các tỳ khu cái thi thể sình thúi đáng ghê tởm ấy và giảng về tánh ô trược của thể xác. Hãy ngắm xác thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lối, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái. Trong đó tuyệt đối không có gì trường cũ. Qua bài học thực tiễn đó đã giúp cho vị tỳ khu trẻ tuổi khởi tâm kinh cảm và chứng đắc đạo quả dự lưu. Dạ thưa hết. Thấy cô Nhật Quỳnh đã bị rớt quá trời. Cô không biết có còn vị nào lên ô kể không? Nếu hết người con kính thỉnh đại Đức Tịnh Đạt lên tiếp tục chương trình ạ. Con kính thỉnh sư. Dạ sa thú lành thay con vị nào. Dạ cảm tâm thanh tra. Con vị nào chưa ôn bài. Dạ con vị nào chưa ôn bài để chúng ta còn cố gắng ạ. Dạ chắc là thì đã hết hết vị nào chưa tiếp tục ôn tập ôn bài ngày hôm nay. Và thì sa thú lành thai. Và hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 146 và 147 phẩm Charawaka phẩm già. Quý vị vừa ôn tập xong hai câu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị, Tịnh Đạt có trình bày trước cái dạp đó thì những công phẩm già liên quan đến bài lật để cho chúng ta thấy sự thật cuộc đời nhằm chắc về thế gian chúng ta tiếp xúc cũng như thường sống như là cái việc người già, người bệnh, người chết, vân vân. Và trong cái câu kệ ngôn, hai câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta thấy rằng có những cái hình ảnh như là ở câu số 147 đó. Cô kỹ nữ Sirima, cô có một cái nhan sắc rất là tuyệt trần. Trong lúc cô còn sống ở tuổi thanh xuân đó thì nhiều người phải trả một cái giá rất là đắt để mà có thể gần gũi tiếp xúc với cô. Và ngay cả cái vị xuất gia là một vị tỳ khưu trẻ tuổi đó, chưa có kinh nghiệm nhiều,
ở trong cái pháp tu thì đã rơi vào cái bẫy tình tự mình tương tư với cái nhan sắc cũng như là sự kiều diễm của nàng Sirima. Và khi nàng bệnh qua đời và Đức Phật Ngài có chỉ cho cái cách đó là không có quả táng mà là an táng ở trong cái bãi Tha Ma, thì đó là những cái cách phổ thông ở bên Ấn Độ thời bấy giờ. Một là người ta sẽ an táng, quả táng thiêu, hay là sẽ để cái thi thể ở vào trong cái khuôn nghĩa địa. Và cái hàm ý của Đức Phật á, Ngài muốn không riêng gì để mà tiếp độ, để chỉ làm thức tỉnh tâm cho cái vị tỳ khưu trẻ tuổi, mà cho tất cả những cái vị tỳ khưu khác cũng như là tất cả dân chúng. Với cái hiện cái thi thể bị thối rữa sau khi cái mạng sống này chấm dứt đó, tôi quý vị rằng một cái cô gái trẻ đẹp được nhiều người ái kính, được nhiều người mong mỏi, thì sau khi mà chấm dứt cái mạng sống này thì trở nên đáng nhòm gốm, không ai muốn đụng đến, không ai muốn nhìn đến. Thì đó là một cái bài học về phương pháp thực hành ở trong đời sống của mình. Khi mà mình bị tâm tham ái, bị sự dính mắc, sự tham nhiễm nó trói buộc đó, thì đây là một cái bài học để mà gỡ rối. Và đây cũng là một cái pháp tu ở trong Phật giáo, thưa quý vị. Đối với những cái vị nào, những cái người nào có cái tánh thiên về cái sự tham ái nhiều đó, cái sự dính mắc về ngũ dục nhiều đó, thì đây là cái pháp tu quán về thân thể trược, quán về cái sự nhồm gốm của bản thân. Và sau khi quán về cái nhồm gốm thân thể trược của bản thân thì khi mình nhìn ra bên ngoài đó thì sẽ thấy rằng không có cái gì ngoài cái 32 thể trược này, ngoài cái sự dơ bẩn của cái xác thân này, chỉ có là cái thời gian quý báu khi mà còn mạng sống, còn ý thức, còn cái hiểu biết để mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật, để mà thấu hiểu sự thật của cuộc đời. Thì đó là một cái bài học rất là hay khi mà chúng ta áp dụng ở trong cuộc sống. Bởi vì xung quanh mình thấy cái đẹp, cái hay nó rất là nhiều, nhưng mà mình không thấy cái sự quế trược ở trong đó, cho nên chúng ta mới ái luyến. Khi mà nhìn thấy thì chúng ta lại bớt và từ từ sẽ chấm dứt. Thì hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú 146 và 147. Nếu như không có gì thay đổi thì chủ nhật tuần kế tiếp chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn 148 liên quan đến vị trưởng lão Uttara, và có 149 liên quan đến một nhóm chư tăng, một nhóm chư tăng, một nhóm tăng thượng mạng, một nhóm các vị tỳ khưu tăng thượng mạng, Sambhula Thimanika Pikhu. Chúng ta sẽ học ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 148 và 149 ở trong phẩm Charawaka phẩm già. Và bây giờ thì cũng vừa đủ với thời gian ôn tập này, tình đàn xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày ở đây. Xin được kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tại thì các chư tăng đã rời room, thì xin được thay mặt chư tăng để phúc chúc phước lành cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay đến toàn thể quý vị. Bhavantu sapa mangalam, rakhantu sapa devata, sapa buddhanu bhavena sada soti pavantu te. Bhavantu sapa mangalam, rakhantu sapa devata, sapa dhammanu bhavena sada soti pavantu te. Bhavantu sapa mangalam, rakhantu sapa devata, sapa sanghanu bhavena
sada soti phavantu te sathu sathu. Nhà mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Và sa thú, sa thú lầm thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Thượng Tòa Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức đã vào lòng chứng minh cho chúng con được họ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu pe ga re bo ti ga re ta hin ta hin ta tham ma da re na ba van tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sapa na bu ta su hi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiết cha te sắp bề pi đúc khát sa ca rôn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút gia la sang khô hô tu sa mắc vô qua a tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri nô thiêm sâm ba phu ni ya ma tham ma ri ya ba huê ni tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam đã trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt cẩm dân, xin xuống nước.